Thưa quý vị, sức khỏe luôn là vốn quý nhất của mỗi con người và chúng ta luôn trân trọng, biết ơn những người đã dùng y đức và chuyên môn của mình để phụng sự cho con người và xã hội ở những tuyến đầu, những bệnh viện lớn. Đồng thời, ở một góc nào đó thì những cán bộ, nhân viên y tế của địa phương cũng đem lại những điều hết sức tốt đẹp. Và chuyện trong phố ghi này sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện như thế. Đều đặn, thường trực, ngày nắng cũng như ngày mưa, mỗi khi đến với trạm y tế phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, chúng ta sẽ nhìn thấy một phụ nữ mang áo blue trắng với dáng vẻ tất bật. Và có một điều thật lạ là dù bận rộn, luôn tay, luôn chân, chị dường như có thể nhớ chính xác từng khuôn mặt, từng cái tên, từng sản phụ, từng bệnh nhân mà mình đã từng chăm sóc, thăm khám. Cùng với cái công việc làm của mình, chia sẻ với bệnh nhân tâm thần của mình, thì tôi mới hiểu rằng là bệnh nhân tâm thần này thì một bệnh nhân không bao giờ ra viện được. Suốt đời nếu người ta bị mắc bệnh này thì suốt đời người ta sẽ không, đến khi mất thôi, người ta không ra viện. Cảm nhận từ đó thì đến năm 2007 thì mới thành lập được một cái chương trình vòng tay yêu thương này. Lúc đầu thì chỉ gây quỹ hỗ trợ cho những bệnh nhân tại phường Mân Thái này, nhà nghèo, đối tượng nghèo là những bệnh nhân sẽ được nhận như sổ tiết kiệm, hỗ trợ cho những người mà đơn thân, chỉ có một bệnh nhân là có một chứ không có gia đình, rồi bệnh nhân nhà mẹ già chăm sóc con, rồi nhà có bệnh nhân nhưng mà người bệnh nhân cũng là chủ nhà nữa, nên đâm ra là cái hoàn cảnh gia đình của họ rất quá khó khăn, nên là mới suy nghĩ mới gây dựng hỗ trợ một cái quỹ như thế này để giúp đỡ hỗ trợ cho họ. Và từ năm 2007 đến bây giờ cũng trên gần 13 năm thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì cái chương trình này qua nhiều kênh, nhiều thông tin, nhiều cái hoạt động thiết thực cho bệnh nhân. Trực tiếp thực hiện kỹ thuật tiêm vaccine, thăm bệnh, chị Thủy còn hướng dẫn chia sẻ chuyên môn với các thực tập sinh cũng như những đồng nghiệp đang công tác tại trạm y tế. Chị Thủy luôn tâm niệm, đặc thù của trạm y tế khác với các bệnh viện. Người làm nghề y ở trạm tiếp xúc gần gũi nhất với bệnh nhân, để cái tâm thật sự vào công việc. Chỉ cái tâm của bác sĩ thôi chưa đủ, mà phải là một người hàng xóm, người thân của bệnh nhân. Đó cũng là điều mà chị Thủy tâm niệm suốt thời gian dài gắn bó cùng hàng chục bệnh nhân tâm thần mà chị chuyên trách miệt mài đưa họ hòa nhập với xã hội. Cũng chính tôn chỉ xem người bệnh như người thân mà chị gắn bó ở trạm bấy nhiêu năm cùng với hàng loạt hoạt động thiện nguyện của mình. Vòng tay yêu thương này nó duy trì được là nhờ ở chỗ cái công việc của cái chương trình này thì thật ra không những chỉ hỗ trợ cho bệnh nhân tâm thần tại phường Mân Thái, mà lan rộng ra quận Sơn Trà, cả thành phố Đà Nẵng, cả những vùng Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, cả Thanh Hóa, Nam Mèo, cả luôn Quảng Bình, là tất cả những cái thiên tai địch họa là cũng được gây được cái nguồn quỹ. Là vì ngay từ đây, ngay từ chỗ này để duy trì được thì cái chương trình này là chúng tôi có một cái đội ngũ cộng tác viên rất là vững mạnh. Mạnh Thường Quân cũng là đội ngũ cộng tác viên luôn. Chính họ là những người chia sẻ cho chúng tôi quà cáp đến, huy động tiền, rồi họ cũng tự tay họ tao. Thì lúc ban đầu cũng rất là khó khăn, lo lắng chứ. Vì khi mà bệnh nhân tâm thần không phải như những bệnh nhân khác, người ta không còn những cái mà cái đủ cái tâm trí của họ bình thường được. Họ tới em phát rồi bữa sau không có là họ tới họ hỏi. Nhưng mà một câu hỏi của họ mà làm cho chị đến như chị đến bây giờ. Ví dụ em phát cho bệnh nhân, cái chính ông Phan Văn Chúng, ông nói năm nay có gộ không cô? Một câu hỏi của họ không thôi, cái câu này tôi đã từng nói trên nhiều diễn đàn, tức là bây giờ là hát là ăn sâu rồi, tức là phải làm sao phải duy trì được cho họ. Tận tình như một người thân, đó là phương châm làm việc không những của chị Thủy mà là của những cán bộ nhân viên y tế đang làm việc tại đây. Ngoài chuyên môn, sự thoải mái về tinh thần thì niềm vui chính là điều vơi đi những áp lực trong bệnh tật và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự quan tâm và tình cảm yêu thương của chị Thủy còn lan tỏa từ trạm y tế, nơi chị thường trực công việc chuyên môn, ra đến tận nơi ở, sinh hoạt của bệnh nhân. Đặc biệt là những bệnh nhân tâm thần có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân đang mang căn bệnh về tâm thần, nhưng qua những chia sẻ ngắn của mình, chị Vũ Thị Thu Hồng trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà,
cũng không giấu nổi sự biết ơn trước cái tình và cái tâm của chị Thủy. Một gia đình với 4 nhân khẩu, trong đó có 3 bệnh nhân tâm thần và một cụ bà nay tuổi đã cao vẫn phải chạy ăn từng bữa cho cả 4 miệng ăn. Hai mẹ con chị cũng bị tâm thần, nhờ chị thuốc, chị Thủy uống đều, nó này cũng đỡ bệnh đi khó. Thì cũng giúp đỡ tiền rồi cho 500 ngàn để dịch cúm vừa rồi đó. Với chào bôi gồm nữa. Có số ít lắm, bữa có bữa không đó, bữa đát bẻ. Thì Thủy lo mười mấy năm đi rồi. Sau nhiều năm từ lúc được chia sẻ câu chuyện của mình đến nhiều người, nhiều nhịp cầu tin tưởng tìm đến kết nối với chị Thủy với mong muốn qua quỹ vòng tay yêu thương gửi thêm được nhiều yêu thương đến những người khó khăn, hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống. Trong cái chương trình vòng tay yêu thương á, là giúp đỡ những người khó khăn và những người nghèo, nhất là cái chương trình tâm thần. Trong cái chương trình tôi là một nhân viên của trạm y tế, nhưng mà trong hình cô Thủy là lãnh đạo trong trạm y tế Mang Thái. Thì nhiều năm qua trong việc lãnh đạo, ngoài cái nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân và chăm sóc tất cả các chương trình của quốc gia, nên là trong cái nhất là trong cái chương trình cái vòng tay yêu thương thì Thủy đã làm 13 năm đây rồi. Là một người công tác y tế 23 năm chăm sóc và quản lý bệnh nhân tâm thần, với bản thân suy nghĩ rằng muốn cho một cái câu mà bao nhiêu kế hoạch cũng làm cho họ tái hòa nhập được với xã hội. Chúng tôi cũng đã từng làm cho bệnh nhân tự đi tái hòa nhập xã hội, đóng góp tạo quỹ cho họ để họ ra ngoài chợ họ bán buôn, để họ hòa nhập với xã hội, cùng với xã hội để chia sẻ được, họ còn kiếm được một đồng lời. Chúng tôi cũng tạo quỹ cho họ để buôn bán, nhưng đối với bệnh nhân tâm thần rất là khó khăn, họ không bình thường, nên đôi khi cái bán buôn của họ rồi cũng thời gian rồi nó cũng sẽ mất. Hoặc hỗ trợ cho người này một cái tiền, số tiền để người ta giúp, để người ta làm bên này. Hoặc là chúng tôi phải giúp sửa chữa nhà cửa, sơn sửa, lợp tôn cho những đối tượng nghèo như vậy. Thì cũng rất mong muốn rằng qua cái chương trình này thì chúng tôi muốn là nhiều nhiều hơn nữa các vòng tay yêu thương của xã hội này, chia sẻ nhiều hơn nữa những cái tình cảm, những cái tấm lòng để đến những người không những bệnh nhân tâm thần, tàn tật và chất độc da cam. Xã hội đang cần rất là nhiều những tấm lòng như vậy. Thưa quý vị, hình ảnh chị Thủy cùng những công việc thường nhật của chị đã khép lại chuyện trong phố kỳ này. Và cũng chúc cho chị Thủy, những cán bộ nhân viên y tế cũng như là những bệnh nhân của chị sẽ thêm sức khỏe, thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và hình ảnh về sự tận tụy, chăm lo cho những bệnh nhân tâm thần cũng như là những công việc thường ngày tại địa phương của chị Thủy sẽ thắp lên những niềm vui, những ý nghĩa trong cuộc sống ngày hôm nay. Và chuyện trong phố kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.